Ở đây mình xin giới thiệu với các bạn một ít tiền cổ mình có. Cái này là ngày xưa bà mình để lại. Đây là đồng 2 xu. Nó có từ năm 1964 cho đến 1975 thì phải. Đồng này rất là quý. Vì là bây giờ còn rất ít. Các bạn xem. Còn đây là đồng 5.000 đồng là nhà nước Việt Nam. Đồng này mới đây thôi, đồng này vẫn còn rất đẹp, nhưng bây giờ đã không ai sử dụng, các bạn không dùng được. Đồng này có từ năm 1987 các bạn ạ, vẫn còn rất là mới. Sau đây là các đồng 100 đồng năm 91. Các bạn nào của sinh năm 1918X thì chắc vẫn thấy quen thuộc đúng không? Đây, các bạn nhìn xem, tiền vẫn còn rất mới này, 1991, tiền này vẫn rất đẹp. À đây có tháp rùa, đây là tháp rùa, đúng nhỉ? Hay tháp bút nhỉ? Đây là tháp bút, mình xin lỗi nhá. Còn đây là 2 đồng. 2 đồng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây hình như là pháo đài Láng à. Đây 2 đồng. Có từ năm ở trên này là đi 1985 các bạn ạ. Đồng này đã trị giá 35 tuổi. Các anh chị tiền này mình vẫn còn khá nhiều đồng 2 đồng mới lắm, đẹp đấy chứ. 2 đồng, đây là 2 đồng, vẫn là 2 đồng. À đây là đồng 5 hào, 5 hào. Đây là 5 hào. 5 hào này có từ năm 1976. Mặt trước thì có cây cao, cây dừa. Đằng sau là quốc huy. Đây là đồng 5 hào các bạn nhé. Đồng 5 hào này rất đẹp, màu xanh mình rất thích, có độ phản quang xanh vàng. Còn đây là đồng 1 hào. Trời, 1958 các bạn ạ. Hơn nửa đời người rồi. 1958 bây giờ đã 62 năm. Đây là đồng 2 hào từ năm 1958. Đây là tờ 100 đồng. 100 đồng. 100 đồng. Trông như Vịnh Hạ Long ấy nhỉ. 1980 các bạn ạ. Trăm đồng hình Bác Hồ trong cung quả trứng. Một trăm đồng này là những đồng tiền in vào thời bao cấp.
năm 1985 trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế và tình hình khan hiếm nghiêm trọng tiền mặt trong thanh toán, nhà nước công bố đổi tiền theo tỷ lệ 10 đồng thống nhất đổi 1 đồng tiền mới phục vụ cho cách mạng về giá cả và lương. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã ban hành các loại tiền 10, 20, 50 đồng. Hình như đó là cái tờ này. Tờ này này. Đó. 50 đồng đây các bạn ạ. Tờ 50 đồng này bây giờ cũng đang rất là có giá trị này. Mọi người sưu tập tiền rất thích tờ 50 đồng này. Năm 1985. Đó. Còn đây là tờ tiền này thì thủng lỗ chỗ luôn. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 5.000 đồng. Ở đó có cái nhỏ nhỏ này này. Ngân hàng Nhà nước Quốc gia Việt Nam Phó Giám đốc. Bên này chắc cũng thế. Rách quá. Đằng sau thì có ghi là 19, hình như là 55, 953, 953. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Còn đây là 500 đồng. Cũng có Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Phó Giám đốc. Ngân hàng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 500 đồng, Bác Hồ đây. Đây là mặt sau 1951. Còn đây là tiền Đông Dương à? Trời, mình kém quá thôi. Giấy bạc 1 đồng. Tờ này sắp tới giờ. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 1951. 1.000. 1.000 đồng. À, mình xem chữ nhỏ nhỏ này là gì nha. Phó Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thôi. Còn đây là 5 xu. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi các bạn ạ. Năm xu giờ có tiêu được không? Một hào 1972. Bốn chú lợn con. À, lợn này cũng hai to, hai nhỏ mà. Một hào. Đang cho lợn ăn chắc là chăn nuôi kinh tế rồi. Một hào. Còn đây là giấy 1 đồng vàng. Anh ấy đang gánh dừa thì phải. Có các chữ ký Indochina. Đây cũng là giấy 1 đồng vàng. Còn đây là 50 đồng. 50 đồng. 1976. Bác Hồ. Đây là Nhà nước Việt Nam. Đây là 100 bạc. Rồi bạn ạ, 100 bạc. Mình giới thiệu qua như thế là lẽ mình tìm hiểu hơn và mình nói thì chắc hay hơn. Nhưng mà số tiền này mình chuẩn bị chuyển ở trong Sài Gòn cho một bạn rồi. Nên mình cũng lưu lại những cái này để là kỷ niệm.
Bạn nào biết thì hãy comment ở dưới chia sẻ về sự hiểu biết về lịch sử. Mình không hiểu lắm, nhưng mà cái này có thể tìm hiểu ở các thông tin lịch sử qua các thời kỳ. Còn đây là hình ảnh, thì mình đang có những hình ảnh thật mình muốn chia sẻ. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn like và ấn và đăng ký nhé. Mình sẽ dần dần học hỏi và tạo ra những video hay hơn. Mình cảm ơn. Xin chào.